Đúng rồi, nốt là nốt D, N-O-D-E. À, nốt Sai, kia nốt của em là nốt T, lại có nốt ghi chữ N-O-D-E. Rồi, là quên cách nhầm thì T. học sống Đúng tiếng không? Đúng không? Anh Nó đồng âm, nốt tên đồng âm. Rồi, ok, còn ai bị lỗi không? Có ai bị lỗi không? Có ai bị lỗi không? chắc không đẹp Rồi, không. ok. Đây, thì ví dụ như là, để tôi share lại màn hình của tôi này. Đừng bạn nào tắt cái record đi nhá, bởi tí tôi sẽ up cái record cái video lên. Được chưa? Để cho chúng ta xem lại. Đây, ví dụ như ở máy tôi này, tôi cũng nốt cách trừ V và NPM cách trừ V. Được chưa? Giống như chúng ta thôi. Đấy là chúng ta cài đặt xong cái một phần. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt Angular CLI, là cái bộ cài đặt của thằng Angular. Thì để cài đặt cái này, chúng ta vào trang chủ của nó, angular.io này. Đây, em vào đây. Bây giờ em vào angular.io. Xong chúng ta vào get started. Vào setup. Đây, hay là em vào thẳng cái đường dẫn này được. Đấy, vào thẳng đây. Ở trong này có cái step 1 installation, install the Angular CLI đúng không? Thì chúng ta copy cái đường dẫn này. Copy cái npm install cách trừ g a cộng Angular CLI ấy. Thì chúng ta paste vào trong cái cmd, enter xuống. Đấy, để kệ cho nó chạy. Cái này có thể lần đầu tiên nó chạy nó sẽ hơi lâu. Nhưng của tôi cài xong rồi cho nên nó mới nhanh như này đấy. Còn của các bạn nó sẽ có thể rất là lâu. Rồi, Huân Vũ share screen đi xem nào. Wow. Vũ Huân này, Huân Vũ share screen Sale nha. Có cái nút present ở góc dưới bên tay phải ấy. Present now ấy. Đó là dùng tiếng Việt hay tiếng Anh. đây đây em Đấy, xong rồi chia sẻ toàn bộ màn hình nhé. Em chia screen ấy. Xong rồi kích vào cái màn hình đấy. Kích vào cái màn hình rồi bấm nút share. Đấy, được rồi. Cái gì đây? Cái gì nha? No, chọn N đi. như này này. Đấy, xuống. Ừ, đúng rồi. Rồi đấy, em gõ cho giúp tôi này. NG. Version. VERSE. Đúng rồi, enter xuống. Ủa, sao máy này càng nhanh thế nhỉ? Máy đẳng cấp thôi ạ. Em Rồi, cũng xong rồi. ok, cảm ơn em. Dạ vâng. Bạch cũng thế nào? Cũng bạch thế nào? Vâng. Share thử xem có vấn đề gì không? Hôm qua lớp lớp bên kia, lớp 03 tôi cài có mấy thằng bị lỗi không? Sao lớp này lại suôn sẻ một cách kỳ lạ như vậy? Em phải ấn ấn vào đâu để chia sẻ này? Present now ơi. Ở góc dưới bên tay phải ấy. Có chữ Window với cả cái gì? Đúng rồi, không một cái không phải cái Windows, cái ở phía Ở trên đấy. dưới. Ở bên trên cái Windows ấy. Sau em kích vào giữa màn hình. Vâng. Sau nút share. Rồi đấy. Rồi. Em bật cái CMD của em lên xem nào. Đó, sao bọn này cài nhanh ấy nhỉ? Cái gì nữa thầy? Ghi cái gì nữa thầy? Không, xong rồi. NG cách version. Rồi. Thế là được. Thế là em đã cài xong cái Angular CLI. Còn bạn nào bị lỗi không? Hoặc là chưa xong không? Em à, của em Còn không thấy chưa lâu rồi ạ. rồi, ok, em xem màn hình Em đi. đây. Đây. Em không nhận nhé. Gõ chữ N, N ra. N. N ạ. Ừ, enter xuống. Rồi, xong rồi. Vâng.
Được chưa? Rồi giữ nguyên đi, đừng tắt, đừng tắt, đừng tắt. Share lại đi. Tiếp tục tôi chỉ này. Em share lại màn hình của em đi. Ủa? Đây. Rồi, ok. Bây giờ tắt cái màn hình CMD này đi. Rồi em À, mở cái có gì nữa thầy? computer ra. Hả? Nó còn có tiếp theo gì à? Không, không có gì nữa. Em cài xong rồi. Em tắt cái CMD đi. Vâng. Em mở cái My Computer ra. Đấy đúng không? Rồi ok, kéo xuống xem ổ nào của em còn dung lượng. Rồi em mở cái ổ D của em ra cũng được. Rồi. Tạo một quả. Có mày cài win vào đây em. Vâng. Đấy. Cái ổ nào là ổ lưu trữ tài nguyên học. Đây ổ e ạ. Rồi ok, em tạo một thư mục mới đi. Angular. AR. Ừ, để tên thế được rồi ạ. Rồi, kích vào trong. Rồi, em kích lên trên cái đường dẫn đấy. Đúng rồi, xóa hết đi. Đấy đi, gõ chữ CMD. Các bạn khác theo dõi nha. Rồi, enter xuống. Rồi, em nhìn thấy cái đường dẫn ở đầu ấy. E sược A gu cái gì, nhìn nhau. Thì đây Vâng. là cách để các em mở CMD trong một thư mục nhanh nhất. Được chưa? Đấy, xong bây giờ em gõ theo tôi này. NG. NG. Cách. New. Đấy, cách. Chiến NQ. Chiến NQ trừ Angular. U. Đấy đúng rồi, Angular AR đúng rồi, enter xuống. Đây nó là cái câu lệnh để giúp chúng ta tạo ra một cái project Angular mới. Y, yes. Rồi, enter luôn. Rồi rồi, bây giờ để nguyên nhá. Em bật sang cái phần quản lý file. Đấy đúng rồi, bật sang đấy. Đấy các bạn nhìn này. Sau khi bạn ấy gõ là Angular cách new cách tên project thì nó sẽ tự động tạo ra một cái thư mục của Angular ở trong đấy. Bây giờ em mở cái thư mục ra đi. Nó sẽ tự có cấu trúc code luôn. Còn cái phần Command Line đang chạy kìa. Command Line đang chạy đen đen ở bên cạnh ấy. Đấy như là đang tải các cái thư viện cần thiết về trong cho cái project này. Được chưa? Em mở giúp tôi cái file src ra. À, không, chưa có đâu, back lại đi. Rồi để nguyên, chờ, để nguyên tí. Nó đang tải thư viện từ trên mạng về. Cái lần đầu tải nó sẽ rất là lâu. Bởi vì nó rất nhiều thư viện ở trong này. Thế nên là mình kiên nhẫn một tí. Các bạn khác làm đi nhá. Gì ấy, ban đi cam làm thầy cu. À, cái này quay màn hình thế ạ. Đang quay à? Vâng. Quay làm gì, tôi đang tự quay rồi, tôi sẽ share cho các bạn cái video tôi quay. Vâng. Sao em có lại bị lỗi hả Đâu, lỗi gì? thầy? Lỗi đỏ ấy thầy. Đây em có. Đó. Em có Đâu gửi thế lên. nào? Ai bị lỗi xe lại nha. Đây ạ. Đâu? Ở trên cái ô chat ấy thầy. Đây nó Em đúng như thế. share screen của em đi, em share screen của em đi. Dạ vâng đây ạ. À, em thiếu chữ new. NG cách new. Đúng rồi, cách huấn VD từ Angular từ đấy. Rồi enter xuống. Đấy. Đúng rồi, enter luôn. Ăn em tôi tiếp rồi. Enter tiếp. Đấy, được chưa? Anh có vâng. Các bạn khác cũng làm nhé. Có ai bị lỗi thì báo tôi luôn. Thầy ơi, Ôi. làm sao để mở trong cái thư mục kia trong cái CMD hả thầy? Em share màn hình như tôi chỉ cho. Thì tại để em ghi màn hình nó không nó lắc.
Đấy, em đang xem mình đúng không thầy? Chưa? Rồi, ok đây. Bấm vào đâu thầy? Em mở thư mục vào đi. Rồi, em bấm lên trên cái đường dẫn đấy. Đấy. Xóa đi. Xóa đi, rồi gõ CMD ra. Rồi em bấm xuống. Đấy. Đấy. NG Tech New. Đấy. Em đâu xuống. Được chưa? Yes, y đi. Enter luôn. Được ca. Được rồi. Được ca mẫu rồi. Đâu? À, mấy em giữ rồi. Chạy xong rồi thầy ơi. Đâu đâu bạn nào chạy xong rồi. Bạn nào chạy xong rồi share đi. Các bạn khác theo dõi nhá. Với em xong rồi thầy ơi. Đâu đâu share đi xem nào. Một bài share giúp tôi cái để tôi hướng dẫn tiếp để em có thể lên website. Cho con này tốt đi. Ok được rồi. Rồi rồi. Bây giờ nhá. Em viết tiếp vào trong cái ổ D này này. Là CD. Cách. Tap một cái đi. Đây. Tap. Đấy, em enter vào. Em thấy cái đường dẫn nó chuyển vào trong cái thư mục hiếu PM của em chưa? Được rồi. Đấy. Hoặc là em có thể tắt cái CMD này đi. Đấy, em mở trong này được rồi, được rồi. Rồi em lại mở CMD trong này bằng cái cách cũ. Đúng rồi. Đấy, đây là cách thứ hai, em làm cách nào cũng được nhé. Đấy, bắt buộc các em để chạy được project này thì các em phải mở CMD ở trong cái thư mục scope. Được chưa? Bây giờ em chạy cho tôi là NG. NG. Cách. Thước. SRVE. Pro VE cách chu chu open chu chu open nhá. Chưa một dấu cách cua rồi em tôi xuống. Ở chờ tí nó sẽ ban bộ cái nó sẽ nén nó sẽ biên dịch cái website lại và nó sẽ chạy lên web luôn. Thầy của em nó cứ bị lỗi yêu. Ngoài lỗi. Em sĩ mạnh rồi. Rồi chờ tí nha, bình tĩnh nha. Sợ mà. Để cho bạn này bắn chạy được lên đi ạ. Thì đống này đấy. Em lên rồi thế. Ai lên? Đây đây mày em mày em. Lên web rồi đi. Em lên. Ô bạn này bị lỗi rồi. Đi đây, từ từ đã nha, xem lỗi gì. Ủa. Sponsy. Lỗi gì nhỉ? Kéo lên trên xem nào. Sao kéo nó không chạy nhỉ? NG Surf. Nó bắt đồ rồi đấy. Angular Live Develop Server Listening. Em gõ lại cho tôi là PM cách install này. NPM install đấy. Đúng rồi, NPM cách install. NPM. Rồi. Có khả năng nó thiếu cái thư viện gì đấy.
từ từ nha. NG search nè, NG cách search. Rồi enter đi. Máy này lại không lên nhỉ. Rồi ok, em mở trình duyệt nó đi. Localhost mở tab mới, localhost 4200. Rồi enter xuống. Rồi ok, các bạn chạy được rồi nhá. Đấy thì là các bạn chạy lên một cái website thành công từ cái thằng này. Rồi Phan Bình share screen em ơi. Ai bị lỗi share screen đi. Chờ tôi chạy nhé. Thầy ơi nó bị lỗi như này này thầy. À lỗi này là lỗi do em chưa cài được thằng thằng Angular. Em gõ cho tôi npm cách trừ v xem nào. Npm cách trừ v. Enter xuống. Đấy, em chưa cài nốt nhá. Em mở phần chat của cái này ra đi. Đấy em vào cái link đầu tiên Node.js kìa, click vào đấy. Cài Node mới được phải không thầy? Ừ. Cài cái 12.6 kìa, 12.16 kìa, không. Đây à, cái đấy, bên kia. Không, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái đấy. Rồi chạy đi, chạy cái file Node đi. Dạo lâu thế. Tại sao? Rồi đấy. Đấy. Accept. Next luôn. Next tiếp. Không tích nha, next luôn. Rồi install đi. Được chưa? Cài xong rồi chưa? Mình vẫn đang chạy thầy ạ. Ok, chờ tí. Rồi xong rồi. Em mở cái CMD mới nhá, tắt cái CMD cũ đi. Rồi em mở cái CMD mới ra. Rồi. Npm cách trừ v xem nào. Rồi ok rồi đấy. Bây giờ em gõ cái dòng em copy em paste cái dòng này vào trong cái CMD của em ấy. À ừ đúng không? Phần chat đấy. Copy đi xong chuột mở CMD ra xong chuột phải vào là được. Đấy, enter xuống.
N xong rồi đóng enter xuống. Rồi, tắt cái CMD đi. Mở thư mục ra. Đúng rồi. Em muốn lưu vào trong cái this PC đi thế nào. Xem ổ nào còn nhiều đấy, game kìa, vào game mà chơi. Rồi, ui dồi ôi. Phải cứt gì đấy. Tạo thư mục mới đi. Angular đi. Rồi, mở ra. Đấy, mở CMD trong thư mục này đi. Kích lên trên cái đường dẫn này. Đấy, gõ CMD ra. Không, xóa hết đi rồi gõ CMD. Đấy. NG cách new. Cách Phan Bình chẳng hạn. Đấy rồi. Rồi enter xuống. Yes. Rồi, see enter luôn. Enter xuống luôn. Đâu rồi, thằng này treo máy rồi sao? Enter xuống luôn quê. Rồi ok, đấy cho nó cài xong rồi là CD vào trong cái project đấy xong rồi NG kích shop là được. Được chưa? Rồi ok, tôi cũng sẽ có ai bị báo là git is not required không ta? Đâu đâu, xem nào. Đây thầy. Đây thầy. Bị cái này bị sao thầy? Công rồi nhưng mà nó. À, kệ xác nó không sao đâu. Em CD đi. CD. Cách phải. Rồi tab cái. Rồi enter vào trong. NG cách shop cách trừ trừ open. Open kiểu chữ E. Rồi enter xong. Không sao đâu, không có git không có gì nhé. Mũi tên lên. Không phải mũi tên lên mũi tên xuống hay đâu. Chờ tí nó chạy. Ok được rồi, trong thời gian chờ đợi thì tôi share màn hình của tôi này. Tôi sẽ làm lại một lần nữa để các bạn xem. Chữa cho em tạ thầy. Đâu, của em đâu. Share màn hình của em đi xem nào. Vâng. Ngủ thế. À đủ đây rồi nào. Em có nhìn thấy cái dòng là file exist c2.user admin app data roaming npm gì kia không? Cái dòng file dưới nữa. Đấy đúng rồi. Em copy từ chỗ C 2 chấm cho đến cái NPM ấy. Có biết copy không? Yeah. Rồi copy đi. Rồi mở mở cái thư mục ra, mở quản lý thư mục ra. Rồi em paste cái đấy lên trên cái đường dẫn ấy. Không, paste lên trên cái đường dẫn ấy. Paste cái đoạn em vừa copy ấy. Lên đây ạ. Ừ. Đúng rồi, enter xuống. À, từ tôi xem lại cái lỗi cái này để cho chắc chắn nó đúng đã. Ok rồi, em mở lại cái kia đi. Em xóa cái file NG cái đi. Xóa, tốt nhất là xóa mẹ hết đi. Rồi. Rồi. Em đấy em mũi tên lên.
Enter xuống. Rồi chờ tí vậy. Đéo máy ông cứ lẩm lẩm thế nào lâu thế. Rồi máy hôm nay còn chạy cả After Effects với cả Illustrator này càng ghê. Đâu? Tôi không biết mấy cái trò này đâu. Đá là đồ họa. Đá cho vui. Boy đa năng. Chuyên đi chỉnh sửa ảnh cho các em gái. Rồi. Rồi tắt cái CMD này đi. Mở ổ ra. Xem nó lưu ổ nào. Đấy tạo ra một Angular. Angular kia rồi. Đấy. CMD ra. Đúng rồi. Tiếp tục. NG cách new. Rồi chị mạnh được enter xuống. Ok. Thế là tôi nhá. Còn ai bị lỗi nữa không? Nhanh này không lại bị cướp mất rồi. Rồi. Thì bây giờ ở bên máy của tôi cũng thế thôi. Tôi sẽ tạo ra cái Angular này. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái project ở trong này. NG cách new cách PT14306. Ví dụ enter xuống test này enter này đấy tôi cũng phải tải như các bạn thôi ai cũng thế. Thì bây giờ tiếp tục tranh thủ đến cái slide nhá, đây là chúng ta đã cài xong rồi đấy. Thì bây giờ đến cái tool, đến cái tool chúng ta sẽ sử dụng là tool gì đâu nhỉ, ông Đạt này muốn viết đâu nhỉ, lợn này. Chờ tí, để xem tool là cái tool gì. Đây, đây, đây. Cái tool chúng ta chạy, chúng ta sẽ sử dụng để code ở trong môn này ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái tool tùy thích. Chúng ta có thể dùng WebStorm, Atom, Visual Code hay NetBeans, được chưa? Nhưng mà chúng ta để thống nhất và để code cho nó nhẹ và dễ ấy, thì chúng ta sử dụng Visual Studio Code nhá. Em có thể là vào cái trang này để tải nó về. Nếu bạn nào có rồi thì thôi, bạn nào chưa có thì cài nó vào máy nhá. Đây thằng này đấy, ví dụ như tôi có rồi đây, Visual Studio Code đây. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tiến hành là mở cái project vừa rồi ra, open này, Angular này, đây, cái này, mở ra. Đấy, thì đây nó là cái cấu trúc project của chúng ta. Đấy, của tôi sắp xếp rồi này. Thì bây giờ nếu trong trường hợp mà
hướng dẫn qua một chút này. Bây giờ nếu trong trường hợp mà chúng ta không muốn dùng CMD mà chúng ta dùng cái thằng Visual Studio Code này thì nó có luôn cái terminal, có luôn cái CMD cho chúng ta luôn đấy. Chúng ta không phải mở CMD nữa. Như vậy thì bằng cách nào? Thứ nhất là các bạn phải chọn đúng thư mục. Được chưa? Ví dụ như project vừa tạo ra PT14306 ứng dụng này thì các bạn cũng mở trong cái project của mình ra, được chưa? Tiếp theo các bạn bấm vào đây, bấm vào dưới này, ở đây nó có một cái chữ X và một cái hình tam giác, đúng không ạ? Các bạn bấm vào đây. Các bạn sẽ nhìn như ở đây nó có một cái chữ là terminal. Nhìn thấy không? Terminal này. Ở bên Windows nó cũng sẽ xuất hiện terminal. Thì ở trong này chúng ta gõ, chúng nó đã tự động lấy cái đường dẫn vào trong thư mục này vào đây rồi. Chúng ta chỉ việc ng cách search, cách trừ trừ open ra là nó tự động nó chạy. Đấy. Đây, được chưa các bạn? Các bạn lên giống như tôi rồi đúng không? Đâu hết rồi. Các bạn nào bị lỗi không? Có SRT nhưng mà như nào nữa thầy? Em không thấy cái chữ terminal. Em nói chậm thôi. Em không thấy cái chỗ, em không thấy cái chỗ terminal đâu ạ. Đây nhá. Em bấm vào đây này. Em nhìn thấy màn hình của tôi không? Em bấm vào đây này. Dạ vâng. Sau nó sẽ xuất hiện lên cái dòng này, em chọn cái terminal. Thấy không? Dạ vâng, vâng, em thấy ạ. Ok. Có ai bị lỗi nữa còn cần hỏi gì nữa không? Ờ, lên được như tôi là chạy được project. Thầy ơi, đến cái CD rồi làm như thế nào rồi thầy? CD nào em ơi? Xong cái phần cái xong phần ấy đến chỗ CD rồi tên project ấy thì bây giờ làm em share screen rồi tắt screen rồi đi. Hải share screen em ơi. Thầy lên cái trang web như thầy là được rồi phải không thầy? Đó. Đâu hello đi, ông Khánh này. Thầy xem cho em với của em bị lỗi rồi ơi. Chat screen đi chứ. Không có nhìn mặt ông đưa sửa được à? Vâng. Thấy chưa? Thầy thấy chưa? Chưa. Rồi, xem nào. Từ từ. Em cũng bị như này thôi rồi. Bình tĩnh. npm cách install lại đi. Rồi, mng cách shop. Rồi, chạy đi. Có vẫn được. Vẫn bị. Cái gì đây? À. Đây rồi.
Cái này em copy cho tôi cái đoạn dòng ng file cái gì đến đến on disable on this system, gửi cho tôi lên trên cái phần chat đi, cái dòng đầu tiên đỏ, cái dòng đỏ đầu tiên ấy. Đây à? Ừ rồi đây đúng không, copy giúp tôi ném lên trên này, ném phần chat đi. Lỗi những cái lỗi kiểu này có nhiều khi do khả năng do cái tên thư mục của các em nó có vấn đề. Chờ tôi tí nhá. Rồi ok, biết rồi. Em copy cái đoạn từ ổ C ấy, đến cái running npm ấy, running npm thôi. Rồi ok, em dán vào trong cái phần quản lý file đi. Quản lý thư mục ấy. Cái Window Explorer ấy. Không biết à? Em mở cái My Computer xem nào. Ôi giời ơi, em share một window à? Em tắt share đi, em share lại toàn bộ màn hình của em đi. Vâng. Đâu thế? Để em xem lên cho thầy. Em cũng bị lỗi in hệt. Thì đây đang sửa đấy. Rồi ạ, zip PC ạ. Đấy em zip PC đi, em kích vào trên đấy. Em pệt vào, em xóa hết đi, em pệt đúng không? Rồi bây giờ em phải, có khi em lại phải cài lại Angular rồi. Nó bị lỗi gì đấy, em xóa mẹ hết thư mục này. Rồi, đấy. Ok, bây giờ em mở CMD lên, em chạy lại cái cài đặt Angular đi. Npm cách install cách trừ g cách a cộng Angular CLI LI. Rồi. Thầy giảng mình biết được luôn, thế là xong. Hình như không cài được. Nó không cài được hay sao đấy ạ? Nó đứng rồi. Copy cái đoạn tôi vừa gửi vào. Từ. Nó chạy được đấy, không phải không chạy đâu. Em Ctrl C cái xem nào. Em chạy xong rồi mà. Không, của thằng Minh Tuấn đó. Ctrl C rồi ạ. Đây nó chạy. Nó chạy lại đây. Cái bọn Windows nó bị thế đấy. Khi thoảng cái CMD của nó bị ngủ quên mất.
Rồi, tắt đi. Mở cái ấy ra. Mở cái visual. Bung to này này. Em có nhìn thấy cái hình thùng rác ở trong cái ấy này không? Ở phía trên trong visual. Ở trong visual ở phía trên bên tay phải. Đây. Đúng không? Làm cái nữa đi. Ôi à, ông viết này thì bố ai mà làm được can xóa đi xóa đi xóa đi xóa đi CD xóa đi CD cách chấm chấm rồi enter rồi đấy search đi rồi bù láo vậy tắt mẹ cái này luôn xóa thùng rác luôn đi thùng rác luôn tắt nữa. Rồi em lại bật lại cái vừa rồi. Không bật 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 lại cái ở dưới ấy. Dưới. Cái hình dấu x số 0 ấy, số 0 ở dưới ấy, dưới cái chữ setting ấy. Dưới cái biểu tượng đấy đúng không? Mở cái terminal mới đi. Rồi ok. Tớp lại đi nào. Lại nào vừa. Rồi. Bà mẹ này chứ. Con này bị điên. Em search không thôi, em không có cái open thế nào. Cũng được luôn mà. Em ng cách version thế nào. Không được luôn nhá. Từ để xem nào. À đúng rồi em còn cái cách nữa. Em mở lại cái đống thư mục vừa rồi đi. Cái thư mục quản lý thư mục NPM vừa rồi đấy. Đây. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Em mở ra cái thư mục Running ở trong đấy đi. Kích vào cái Running. Running. Trên đường dẫn Running. Xóa cái NPM trên đấy đi. Không. SC đi. Em rồi ok em được xuống rồi chờ tí nhá nó có thêm cái npm trừ cách cho em xem trong đúng thư mục đấy đi có cái npm trừ cách không đấy có, em đây. Rồi mở ra và hết rồi ạ. Mở CMD lên gõ lại xem nào. NG NG cách version. Em đâu rồi? Chắc là chạy rồi đấy được không? Em mở terminal ra. Mẹ. Khỉ nhỉ. Em rồi ok. Rồi. Em chẳng biết tại sao. Rồi, thế em mở CMD ở trong thư mục đấy xem nào. Điên thế nhỉ? Có này à? Ừ. Rồi, NG cách shop. Rồi, enter đi. Chắc là chạy được thôi. Được rồi. Nó là số phận đấy nhá. Lúc nay em chạy ở ngoài kia vẫn được bình thường. Vào cái visual lại không được. Ừ, chắc là số phận mẹ rồi. Đấy em mở trình duyệt ra em gõ localhost 2.4200. Rồi ok. Số đen thôi. Đen thì phải chịu thôi. Của em bắt buộc phải chạy bằng CMD nhá. Mỗi một lần chạy project này này. Vâng. Rồi. Chạy ở trong kia rồi. Đen thì phải chịu. Ok. Xả hơi tí nha điểm danh.
À, các bạn điểm đọc đến tên ai, nếu mà có mặt thì viết chữ có lên trên phần chat nhá. Rồi điểm danh này, Trần Trung Hải. Có. Viết lên chat em ơi. Rồi, Thanh Phương. Có không? Công Dũng. Tiến Trường. Sĩ Mạnh, Đức Anh, Anh Dũng, An Anh Dũng, Thế Anh, Tuấn Sơn, Văn Toàn, Đức Huân, Đình Chưa, à Đình Dương, Quang Huy, Nguyễn Quang Huy, rồi, Quang Minh, Đình Chị là Đặng Minh Chiến, Văn Huynh, Trung Chiến, Đào Trung Chiến, Tiến Dương, Hoài Nam, Hoài Nam, Phùng Minh Hiếu, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chu Mai Lan, Phạm Tiến Long. Tiến Long không ngon à? Nguyễn Minh Quốc. Không có. Hà Ngọc An. Trần Minh Khương. Dương Tấn Minh. Lê Đức Quyền. Đào Duy Lương. Nguyễn Minh Tuấn. Nguyễn Minh Tuấn. Trần Ngọc Hải, Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đình Bình. Rồi, những bạn sau vắng này các bạn lưu ý, ai chưa điểm danh thì đọc nhá, à, viết lên nhá. Lưu Thanh Phương này, An Văn Dũng này, Nguyễn Thế Anh này, Đào Trung Chiến này, Lê Hoài Nam, Phan Tiến Long, Nguyễn Minh Quốc. Thế anh có đấy. Thế anh. Tên đầy đủ là gì em ơi? Nguyễn Thế Anh ạ. Nguyễn Thế Anh. Chat lên nè. Chat vào phần chat đây. Viết chữ con em. Mẹ em có chat mà thầy. Thế à? Vâng. Nguyễn Minh Quốc này, Hà Ngọc An này, Dương Tấn Minh này. Hay rồi, là những bạn vắng hôm nay nha. Ok, tôi chưa xem màn hình đúng không? Thế xem em chỉ, xíu. Ờ ok, thì em share đi. Chỗ này em đâu, xe chưa? Có nhìn thấy gì đâu? Rồi. À rồi. Ok rồi. Lâu thế. Chỗ của em. Của em chỗ này ấy thầy. Ờ. Bụng to thế nào, tự tin thế nào? Rồi. Rồi đâu? Đây ạ. À? Nhìn đã thấy sai rồi. Xóa đi. Xóa cái gì? Em mở, em chọn file đi ở trên đầu ở bên tay trái. File. Đấy em đã mở thư mục đâu? Em mở thư mục ra chứ. À vâng, quên nhé. Thư mục source của em đâu? Đây. Mở ra, bung ra. Đấy, kích vào đấy chọn select folder. Rồi. Giờ mới mở cái terminal ra. Đấy, chọn terminal. Đấy đúng rồi. NG cách serp cách trừ trừ open.
lâu rồi. Chắc cũng đi theo team không mở CMD bằng Visual được. Từ từ đã, có khi nó chạy được ấy. Bởi vì bên Windows này mấy cái CMD với cái terminal nó thi thoảng nó bị ngu. No no chạy được nhỉ. Not phát được luôn là không chạy được. Nó báo lỗi luôn là chết luôn. Như cứt. Các chung C đi thế nào? Như cứt. Các thầy mở bằng CMD về thầy ạ. Thử mở bằng CMD thế nào? Không mở bằng Visual đâu. Thử đi nào, cứ thử đi. Dạ. Mày bỏ đây, mày tìm đến bao giờ mới đến cái thư mục của mày hả em? Tắt đi. Mở thư mục ra, đúng rồi. Mở tiếp cái anh Hải Angular ra chứ. Vâng. Đấy, mở cái thư mục Hải đấy, đúng rồi. Đấy, giờ mới CMD được. Đấy, NG cách search, cách chữ open thế nào. Cũng thế. Thôi chờ tí, kiên nhẫn tí vậy. Lúc này nó báo lỗi luôn đúng không? Không ạ, nó vẫn lên local, chỗ localhost 4200. Đâu? Đấy, nó đang compile thế. Tức là do máy ông nó bị chậm thôi, không vấn đề gì. Rồi ok, tắt đi. Tắt luôn thầy. Ừ. À, không đừng tắt ở đấy, tắt. Tắt là cần share đi chứ không phải là tắt cái màn hình này đi, à không phải tắt cái CMD đi. Trời ơi. Được chưa? Rồi đẹp. Thì bài tập về nhà cho chúng ta là chúng ta về đọc nốt cái phần slide ở dưới nhá. Tức là nó có những cái cấu trúc thư mục, thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu giúp tôi xem là cái thư mục đấy nó để làm gì. Được chưa? Được. Hiểu không? Còn đến cái phần cuối cùng là sử dụng thư viện Bootstrap ấy, thì chúng ta sẽ cài cắm và sử dụng trong cái buổi sau nhá. Trước hết là buổi hôm nay dừng lại ở một chỗ, thì các bạn về các bạn ngó lại giúp tôi cái khái niệm về SPA và SPA nó giúp gì cho website đã, để cho chúng ta thấy là cái việc học cái Angular này có lợi ích cho các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các bạn check lại cho tôi các cái bước để cài cắm cái Angular và chạy được cái project đầu tiên bằng Angular. Dạ. Cái thứ ba là chúng ta đọc cho tôi ý nghĩa của các cái thư mục trong cái bộ sửa cốt mà nó sinh ra. Được chưa? Đấy, vậy thôi đã. Nha. Có ai còn thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì à? Ngồi im hết cả luôn. Thầy nốt lại lên cái slide thôi. Không, trong đấy nó có hết rồi gì? Trong nói chung là trong slide nó đã có hết rồi. Slide em reload được một nửa bị lỗi này. Thì reload lại, F5 lại. Ông nó vẫn lỗi thầy. À, lỗi. Giờ thì nhá. Thế nhưng tôi có hết đi. À vâng được rồi, em xin lỗi. Rồi ok, tôi sẽ viết vào đây phần classwork này. À, cái phần stream này. Một, tìm hiểu khái niệm SPA. Cái này nó sẽ có kiểm tra nhá. Hai là tích lại các cái bước bày đặt như là định ra project. Thứ ba nó chạy project vừa mới tạo ra. Đó.
Thứ tư là tìm hiểu cái cấu trúc cái mục cái bốn cái này nhá. Buổi sau chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về cái phần này và bắt đầu code. Buổi này chúng ta chỉ setup thôi, đến buổi sau là bắt đầu nhảy vào code rồi đấy. Các cái khái niệm nó sẽ đến với các bạn rất là nhanh, từ cái khái niệm về component, service, rồi modo, rồi đủ các thể loại khác, rồi còn có cả TypeScript nữa cơ, nó rất nhiều thứ. Cho nên là chuẩn bị trước đi nhá. Các bạn có thể về đọc giúp tôi là cái TypeScript này nữa. À. Đây, đọc cho tôi cái niệm này nữa. Sao của em phải đổi cổng server thầy? Hả? Của em phải đổi cổng port. Đổi cổng port là do nó đang chạy một cái CMD khác ở cổng 4200 rồi. À vâng. Em đổi thành 4500 rồi. Ừ. Được chưa? Đấy là cái yêu cầu ở trên cái phần stream của lớp mình nhá. Còn video buổi này tôi sẽ up lên YouTube và tôi gửi lại cho các bạn nghe trong tối nay nhá. Rồi hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi. Nếu không còn ai thắc mắc gì chúng ta nghỉ nhá. Vâng ạ. Ok. Vâng ạ. Em chào thầy. Vâng ạ.